Còn hai nữa thì vô vườn trái cây tại chỗ thì mình vô một vé cho là 30.000, mình đi tham quan vườn xong người ta đẩy cho mình vườn trái cây tại chỗ, mình ngồi mình ăn luôn và ăn miễn phí không tính tiền. Còn mình nghe đời ca tử như cô mặc áo màu ba hát giọng cổ mình nghe đồng vé 30.000 tại chỗ. Còn anh chị nào muốn đi đó ăn như là cá bún chui, gà đi bộ xong xong hay là gắn ớt cuộc đồng nữa thì mình ăn thì mình không chị có thể đủ như cà phê 15.000 thì có thể là mình không muốn mua ăn cái cây mình ăn cái cây thì ra chữ thì mình tốn mua cho 20.000 thì mình cho mình cà phê có 15.000 cũng được nên chị ha. Rồi anh chị nào muốn không muốn lên đó lên cho đó ồn ào thì chị mình ngồi ở đây thì hát ok cũng thấy luôn. Có mấy em mặc áo mà ba là ok rồi đó. Có mấy em mặc áo ba hát giọng cổ cho mình nghe là hết sảy con 7 luôn. Cái sổ giọng cổ là ok rồi đó. Thì ở đây chị mình cho nó rộng rộng đi hát chị ha. Bây giờ là 7 giờ rưỡi ha, đúng 8 giờ rưỡi chị mình quay lại tàu giùm em ha. Đúng là 9 giờ là về có mặt có được nhiều. Thì nếu mà anh chị mình không hết thì xuống sớm thì hơi chị đành còn cả anh chị mình xuống sớm thì sớm hơn thì có thể mình rút thời gian thì cũng được. Còn nếu mà thời gian rộng thì đúng lên chuyến thì nó sẽ rộng thời gian mình đi chơi đi ăn uống thì nó thoải mái hơn chị ha. Ngày đúng là 8 giờ, 7 giờ 90 thì mình quay lại tàu giùm em ha. Rồi đúng 7 giờ 90 nha anh chị nha, nha 7 giờ 90. 7 giờ 90 7 giờ 90 là nhiêu giờ trời? Thôi mấy chị. 7 giờ 90 là nhiêu giờ vậy trời? Hôm nay ông sẽ cứ xoáy. Rồi 7 giờ 90, nhớ 7 giờ 90 cái câu cũng hay ghê đó, 7 giờ 90. Cái tàu này không mất đâu chị ha. À, tiền bạc thì đem theo ha, đem theo còn càng thì mình cứ để lại vậy là đâu không sao hết ạ. Rồi thời gian là đúng là 8 giờ rưỡi thì mình quay lại tàu ha, 8 giờ rưỡi nha chị em. Bảy giờ 90 lên tàu nghe mọi người. 7 giờ 90 ông ấy tài thì vui quá. Rồi anh chị nào uống cà phê thì cứ vô không là uống cà phê, còn chị nào mua cái 30.000 mình được ăn cái cây là nghe là cái tài tử những câu áo ba hết cổ mình nghe. Và anh chị nào ăn đưa ăn đặt ăn như là nó bún chui và đi bộ trong sông trắng hết chuột đồng khu du lịch sinh thái Ba Láng, phường Ba Láng, quận Cái Răng. Vậy con chạy bạn đi vòng vòng à, Cần Thơ. Đi Cần Thơ. Dạ. Trời ơi, má đu đủ nè. Vô miệt vườn đu đủ nè. Anh nói anh Lâm vô chụp cho. Chu đu đủ trái. Chỗ này nó chưa quy hoạch lắm cho nên. Dạ đúng rồi, không ở miền Tây là nó cứ hoang dã vậy đó anh. Nó còn đó. Nó có y gần như y chang. Đi mình vô cả đoàn để mới họp. Anh chụp hình em má tấm này chỗ này đi. Cái đu đủ nè. Rồi. Cái của má quay sao mai coi hết trơn trời.
Mấy quên cỡ kìa. Ở trong đó có trái gì vậy anh? Có trái để hái không hay là không có? Không có. À, không hái ngoài vườn. Mà trái nhiều hả? Anh moi trái cho em cái tay em. Là vô đây một vòng rồi xong có mấy cái cô gái mặc áo bà ba hát đúng không? Đúng rồi, ở trong có. À. Còn không có thì ở ngoài này. À, ba người đi. À, ba người. Bao nhiêu chị? Má, 30 đó em. Được rồi. Đây ba người đây. Mình thăm vườn xong quay ra bạn. Non lá đây. Gà đá gà chọi gì đây? Trời non lá. Gà đá gà chọi. Má, kêu gì non lá mà nó treo mà. Anh cho bé em má đi. Em quay anh ở phía sau rất là đẹp luôn á. Nếu ông đội bộ cổ giống mấy cái ông gì á. Nhổ lấy cây về trồng. Đúng rồi đó. Học xem ơi. Nhổ cho nó quýt nè. Đó cũng có sao anh chê kia nè. Cái này là cái sao anh chê nè. Sao bộ chơi. Đây là bên ngoài Bắc người ta gọi là hồng xiêm. Vậy hả? Cái này ở trong này là gọi là sao anh chê. Đúng rồi. Đó. Ngoài Bắc người ta gọi là hồng xiêm. À, sao anh chê đúng không? Cái này là cái sao anh chê nè. Là áo bà ba. Má thích áo bà ba, mấy đứa nó mặc dáng nhỏ nhỏ. À, không biết trong cái cây kìa, ở trong tủ lạnh kìa. Chút qua ra cái chỗ này là nghe mấy cô hát ở đâu ạ? Ở đây. À, rồi, mình tham quan vòng một chút, mình vô mình coi nghe mấy cái cô hát. Bánh xèo. Cô em xinh đẹp, cẩn thận á, cẩn thận. Nó cứ trời ngồi, mình kêu có ăn cái gì mình ăn đó. À, mình đi dạo con vòng mà. Có gì đâu, hay cho hái. Con nó mua cho nó cây kìa. Nó mua cho gì nghe. Chớ đâu mà mình bay mà cho nó ghê. Vườn trái cây, tham quan vườn trái cây, mừng trái vườn có cây mà không có trái. À, vườn lá cây. Mình nói là tham quan qua miệt vườn, tham quan vườn trái cây mà đúng là cây quá trời mà không có trái, có lá không. Có trái không? Vườn, có cây mà không có trái. Mà sao mùa này là mùa gì mà không có trái anh hờ? Nay tháng này hết mùa rồi. Chôm chôm này, sầu riêng, cây sầu riêng này mà không có trái nè. Vừa qua mùa, cái cây lối mùng 5 á, vừa qua mùng 5 rồi, nay nó khó. Nay tháng 7 rồi. À, bưởi nè má, bưởi được hai trái bưởi nè. Bưởi nhỏ xíu. Không bằng mình. Nhỏ mình.
có đu đủ má, đu đủ trái nhiều ghê, đu đủ nhiều ghê. Sao mùa này ít trái vậy em gái? Ồ rồi chôm chôm à, cũng có một vài trái nè. Ồ thiết kế cái quầy cũng 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 rộng má hơi, nhưng mà trời ơi ngồi cái xích đu kia con chụp hình cho kìa. Em gái chụp cho chị tấm hình được không? Nè, chụp má ngồi ghế xích đu đó đi. Má ngồi ghế xích đu đó. Ồ, đúng rồi. Không, vì chụp má chị, chờ chị cái cầu. Ồ, kiến, kiến. Đi qua đi em. Nè. Em chụp giùm chị ngay chỗ chị ngồi cái cầu này má, qua cái cầu này ngồi con má, ngồi cái cầu này ok nè má. Ủa giờ kiếm rồi sao ngồi qua đi chị. Hả? Vậy thôi đứng đây, nó cắn dữ lắm hả em? Ui cha, có kiếm không anh? Cái cầu đây mình ngồi xuống được không? Trời ơi, ngồi xuống được không em gái? Em cắn tất cả hả? Đây thôi đứng lên mặt, đứng lên cho nó chắc. Rồi chụp giùm chị tắm thử ok không? Cho nó rộng trái cây người nhỏ cũng được em. Rồi. Chùa làm sao nhìn xuống dưới cái sen, đồng sen này cũng đẹp lắm này. À, chị, em đứng đây, chị đứng ở trên này nè, chị đứng đây chụp cho chị tắm cái sen thử đi. Trời ơi ngồi này giống đi giống đi ỉa không đi tới à. Đây mình đi một vòng đây rồi mình. Anh chụp hình chứ đi đâu nhanh vậy trời ơi. Đây, đây, má đứng đây, má đứng xong bé. Đúng, má đứng đó, quay lại bé kia nè, quay lại. Đó, vậy đó. Má đứng sát bên kia một xíu đó. Đúng rồi. Rồi. À, đi một vòng á em hơn, một vòng rồi qua kia đúng không? Người ta có trồng mướp nè má, chắc ở dưới có cá có đồ chứ. Trời ổ qua, ổ qua cũng dạ nó dậm mà anh hả? Ô lên trên cái xuồng này ngồi có ướt quần không anh? Ồ nó nghiêng rồi hả? Đẩy nó có nước, có nước á. À, đúng rồi kia nè, nhưng mà nó có nước nhiều quá làm sao? Chùa xuống dưới này chèo một cái á hả? Chèo đâu được không, chụp được không? Nước này nè, máy cầm đi, đâu có nước, nó ướt thôi, nó ướt đồ chứ nó không muốn chết người nên cứ mạo hiểm đi không sao. Còn hết tao dám rồi. Đúng rồi anh, chèo không anh? Anh tạt bớt nước ra anh. Ấm lắm, tông nó ấm, nó ướt một khẩu cáo hết trùng ăn. Ướt gì vậy em biết nữa. Ủa bác ở đâu? Ờ, Quy Nhơn, Bình Định. Dạ, Quy Nhơn vô được hả? Dạ. Vô bằng cái gì? Vô bằng xe. Dạ.
vô Đà Lạt chơi con nó dẫn đi chơi. Con nữa Đà Lạt á. Dạ, ở Đà Lạt là dẫn đi vô Cần Thơ chơi. Dạ. Đi đoàn đông không bác? Không, đi có ba mẹ con chứ không có đi đoàn. Dạ. Cứng vàng không đấy, biết dối vậy. Dối gì ta, kiểu biết cứng vàng chắc một phát. Dạ. Dối gì ta. Giọng cô là như Phú Yên luôn hả? Không, ở Bình Định. Bình Định hả? Dạ. Của tao. Ủa chứ sao đang quay mà? Ai biết đâu. Tôi xuống cầm cất ai biết. Đang quay mà mai nhét con túi rồi. Ai biết. Má. Ăn mà ngủ cho mập lên tao. Ăn mà ngủ mập lên giùm Như Quỳnh ơi. Được mà trong kia cái nhà vệ sinh mà mình vô. Cầu khỉ. Ô cha qua cầu khỉ nè, chụp hình nè. Qua cầu khỉ nè. Nè má cầm nè, má quay về đi. Con qua cầu khỉ chụp hình. Con bé đâu rồi ha? Đây nè, mấy buồn nó bán lại cây đây nè bố. Bố. Đúng rồi, cây dừa nước nè. Ờ, cây buồn mấy buồn nó bán đó. Cái leo lên không? Bé ơi, bé áo đỏ. Leo lên đi chụp hình vậy. Được mà. Leo lên làm cái rớp là ướt đồ thôi chứ cũng không có gì đâu. Đứng đâu. Rồi. Đi qua cầu dừa. Để hải cóc ăn rồi phải không? Đó. Chỗ đây nè, anh chụp cái bụi dừa nước cho em với cây dừa. Ở trên cây ăn trái, còn ở dưới là đâm cá ăn. Hai trái cam, đây trái cam không? Ủa trời. Em đi em quay chiếc được không anh? Trái cam không? Rồi, ok anh. Ừ. Chở mình đi điểm này, điểm kia cho mình ăn, mình chơi. Vô đây có 30 ngàn là nó bao ăn. Lùm tà la. Kệ lỡ. Sáng không? Đó má đứng thẳng ngay chứ con kia má mất là má sáng. Rồi ok em. Má thấy dừa nước đúng không? Dừa nước á. Chụp cho chị một ở chỗ này đi. Chị làm sao chị có một cái tấm để Atava. Trời mất. Cầu đi cầu leo qua. Có qua mẹ nhắc con qua đi đường thơ.
Lá gì vậy? Quay cái lá sen đây này mất. Lá sen đây vậy? Đây nè, đó, đó lá sen đó. Làm tôi thù cảm tay hết. Đó, mấy cái quay chuẩn chuẩn tay vậy là. Được không? Chụp thấy không? Chị đứng ở chỗ vườn này. Rồi, đi vô chỗ mũi cắn con rồi. Mũi cắn vô vườn rậm ông u minh mà uống mưa quá quá không bị uống kiến. Cái này bé, cái này cái gì nè bé? Cái mưa ấy đó thì cái kìm cái ở nhà mưa quên quá mà giống như cái cái ấy đây mọc dại nữa. Mọc dại hay dại với mật bông nó đẹp. Là dưới cái nhầu của mình lắm á. Đúng rồi. Dưới cái nhầu nè. Đây mà quay thịt tới đây. Dưới cái nhầu lắm. Sao bẻ được con bé? Bẻ làm gì nữa. Tại vì cái đó không dại. À dại. Nhưng mà chị sợ nó ngứa, nó mủ nó ngứa. Em không biết cảm giác cái đó. Đó vừa mình cũng có mà. À, cầu á, thiếu gì cầu. Má đứng ở chỗ này đi, má đứng ở chỗ này con chụp cho má nó tắm. Đây đẹp phía này nè, đứng. Rồi, thấy cầu khỉ vậy là được rồi. Rồi, ok. Rồi, cái cầu khỉ. Rồi, ok. Rồi mình vô mình nghe hát đúng không? Bé có hát không? Cái chị áo dài hát thôi hả? Mời vô hát một bản. Không, được rồi, được rồi. Rồi, tớ ngồi. Tớ ngồi nghỉ ngơi. Ăn trái cây nè. Ăn trái cây kìa. Ngồi ngồi chỗ nào cho nó. Ngồi chỗ nào cho nó gần. À, ngồi, má ngồi chỗ đây nè má. Cho nó. Trời ơi nóng. Thì mình đi mới một vòng á. Dạ vâng, người đã được thân thân xin được thay mặt tiểu phương để đến toàn thể quý khách chúc sức khỏe cũng như là chào mừng thân thương và trân trọng nhất ạ. Dạ, và để bắt đầu chương trình văn nghệ buổi sáng ngày hôm nay, hôm nay xin được gửi đến tập thể quý khách ca khúc có chủ đề Ninh Kiều em gái Cần Thơ. Xin mời các bạn cùng nghe. Ok em.
Và liên tâm chương trình cùng đến sẽ là sáng sản thể với tất cả khúc được mang tên Chiếc Áo Bà Ba, xin mời tất cả cùng nghe. Thank you.
sữa rồi mà em hỏi chỉ lại nữa chị nói sữa đá sữa nóng. Em hỏi chỉ lại chị rồi chị còn nói một lần nữa vậy mà em tính chúng ta em nói chúng ta em làm luôn mà. Đúng rồi. Em còn hỏi lại thêm một lần nữa cà phê hả Hồng? Sữa đá, sữa nóng à?
Thank you.
Alo, 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 hai bộ, hai bộ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.